Đến con. Chào các mấy bạn. Mia Baker kìa. Mấy cái ly này là gì nè? Cook oil. Cook oil. Half a cup of oil, cooking oil. Một ly nước. Kit mix. Nè, thế đổ vô nè. Rồi. Cái này là bánh. Bánh. And then mía. Vô. Đây là ba chai trứng nè. Water. Nước vô. Hello. Hello, oil. Rồi. Bây giờ mình phải mix có cái đó. Mix đó lại. Rồi mình đi lấy cái lấy để xay. Đúng rồi, xay. Để tiếp đi coi. Để xây cho nó đều á. Đây là mình lấy phụ nha. À xài. Đó cái gì vậy? Cái mũ hay cái gì đó vậy? Nó giống như tế vậy đó anh. Đúng rồi. Cái powder với lại là cái chốt là xay rồi đó. Nó giống như tế với lại chốt là xay này nè. Mở tay rồi để mình đi làm cho. Cái bánh này mình làm cái bánh này gọi là devil food. Đúng rồi. Đó, con thấy chữ devil không? Devil food. Con phải qua xay giữa. Mình làm cho nó đều. Đổi vô cái Đồ có không? Đó. Đồ có đổ vô nè. Ừ. Đồ có đổ vô nè. Tắm cho nó đều rồi. Xong rồi nè. Nó xong rồi. Xong rồi nè. Xong rồi hả? Ok. À. Làm cái gì đứng lên. Cupcake cũng được. Đi lái gì cũng
có cái đĩa, hay không còn có từ cái muỗng. Nhưng mà lấy cái muỗng này coi. Dễ vô. Giờ mình đổ mấy cái bít này vô đây. Mình mới có cái muỗng. Hai bên luôn. Thì sao giống như mình đang làm cái khác vậy? Đúng rồi. Mấy nếp đổi như vậy vô rồi nó hớt luôn á. Mấy nếp còn. Rồi. Vừa làm khác, vừa làm khớt khác luôn. Vậy đó lâu quá. Đổ vô nè, không biết đổ vô. Ấy vô là dính tay rồi nè. Không sao. Đầu dính áo quá. Ok, rồi nè, đổ vô nè. Tao đầu dính áo rồi nè. Nào, dính áo nào. Dính dưới đây nè. Ok, rồi bỏ cái muỗng nè. Em đừng có đẩy vô, đừng có đẩy nó xuống. Mà em đổi cái muỗng ra. Từ từ. Đi rửa tay nữa. Rửa tay đi kìa. Rửa tay hoài. Tại con bị dính hoài. Now wait. Hay gì nữa rồi đấy. 15 phút. Ok. Tao phải rửa tay hoài à. Đi ra bể con dùng con vô làm gì. Rồi đi rửa đây. Thế là có chuối. Con chuối đâu? Giấy. Đi rửa đây. Là giấy à? Làm bánh đi, từ giờ chứ không phải làm bánh không từ giờ. Nè. Đứng lên nè, mà đi để ăn nướng rồi nè. Ok, chào các bạn đi bé.